Tiêu Truyền gây sốt với vị rùa đỉnh cao trong Ngọc Cốt Sao, không hổ danh mỹ nam cổ trang hàng đầu xin biết. Ngoại hình của Tiêu Truyền trong Ngọc Cốt Sao khiến dân tình không khỏi suýt xoa. Sau thời gian dài đắp chiếu, bộ phim cổ trang cấp S của Tencent Ngọc Cốt Sao đã chính thức được lên sóng. Ngọc Cốt Sao có sự tham gia của nam đỉnh Lưu Tiêu Chiến và nữ diễn viên trẻ Nhậm Mẫn, thu hút sự chú ý lớn từ phía cộng đồng mạng mọt phim Hoa ngữ. Vừa lên sóng, Ngọc Cốt Sao đã nhanh chóng dẫn đầu các bảng xếp hạng về độ hot. Nhân vật thời ảnh do Tiêu Chiến thủ vai có chỉ số nhiệt độ phá 3 triệu trên nền tảng Tencent. Tiêu Chiến cũng thống lĩnh top 1 chỉ số truyền thông diễn viên của VnIndustry. Trên mạng xã hội, dân tình rần rần về tạo hình cổ trang quá đỗi xuất sắc, ngập tràn tiên khí của Tiêu Chiến. Nhiều khán giả bình luận nhan sắc của Tiêu Chiến thậm chí còn đánh bật cả dàn mỹ nhân trong phim. Không hổ danh là mỹ nam cổ trang hàng đầu Trung Quốc, Tiêu Chiến được nhận xét có ngoại hình như bước ra từ trong tiểu thuyết. Vẻ đẹp thư sinh nho nhã, ôn nhuận như ngọc, khó lòng rời mắt của chàng. Nhân vật thời ảnh do Tiêu Chiến thủ vai nhận được cơn mưa lời khen về tạo hình và khí chất. Tiêu Chiến sinh năm 1991, anh là một trong những mỹ nam đỉnh đám của làng giải trí Hoa ngữ. Tên tuổi Tiêu Chiến bắt đầu nổi lên nhờ bộ web drama Ôi Hoàng đế bệ hạ của ta. Tuy nhiên siêu phẩm chuyển thể đam mỹ Trần Tình Lệnh mới là cái tên đưa Tiêu Chiến bước lên hàng đỉnh lưu, cho anh minh tinh hạng A được săn đón hàng đầu Cbiz. Ngọc Cốt Sao là bộ phim thuộc thể loại cổ trang huyền huyễn, xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy bi thương giữa thái tử không tang cao ngạo lạnh lùng thời ảnh Tiêu Chiến và quận chúa xích tộc Trư Nhan Nhậm Mẫn. Bộ phim hiện đang được chiếu trên Tencent.